Nói thật là tôi cũng rất mừng là vì cái thời thanh niên của mình á, mình đã làm cái việc có lợi cho Tổ quốc. Thế thôi. Thế còn là công đánh giá thế nào đó là việc của ông. Đối với tôi cũng phải là quan trọng đến mức độ là phải có cái nọ, phải có cái kia. Thế thôi. Thế thì đối với tôi nó đơn giản lắm. Đấy. Chứ không thì không họp ở đây tôi nhớ không có ấy. Nó bảo anh huân chương nọ huân chương kia, thôi tao chả cần huân chương, nhưng mày biết là tao làm gì là được rồi. Thế anh em họ cũng cũng tôi cũng thấy cái tình bạn của các anh ngày xưa quý thật, đáng quý lắm. Cái đó người ta không nghĩ gì cả. Nhưng Liêu Mộc Phan bây giờ khổ quá. Liêu Mộc Phan bây giờ là bị liệt nhỉ anh nhỉ? Anh liệt. Anh như bị ngã xe máy. Bị ngã xe máy bị liệt. Hôm đến đây là không nhấc bát, không ngủ được, tội lắm. Thế nên là thôi cũng sẽ cố gắng 50 năm là một buổi gặp gỡ anh em đấy, mình có điều kiện thì mình tạo điều kiện bây giờ nó cũng vui như đại học cũng có, trung cấp cũng có, trung cấp này thằng Cón trung cấp này, thằng Kiệt trung cấp này. Đấy, mấy cầu cán bộ kỹ thuật đấy. Còn anh có những anh chết rồi.